Chào mừng quý vị đã đến với tiêu điểm của D13, một trong các cái mẫu loa thuộc dạng Point Source rất là đặc trưng và có tiếng tại thị trường Việt Nam của thiết kế của công ty cổ phần điện tử Đài Liên Thanh. BSD D13 khoác lên cho mình một lớp áo màu đen tuyền trên tất cả những cái giao diện của nó. Lớp lưới rất là đẹp, dày 1.5 ly. Quý vị có thấy là cái lớp tone, quý vị tôi vừa gõ vào, quý vị có nghe thấy cái tiếng rất là chắc. Và dĩ nhiên cái độ đặc nó phải có. Và dĩ nhiên thêm một yếu tố nữa đó chính là cái độ đàn hồi rất là quan trọng cho một cái lớp bảo vệ như là một cái tấm khiên vững chắc, luôn bảo vệ loa khỏi mọi điều kiện thời tiết cũng như là điều kiện va đập khi sử dụng. Quý vị thấy là một cái lớp sơn tĩnh điện đã được phủ lên trên, chắc chắn bên trong lại có thêm một cái lớp lưới để có thể thấm nước vào bên trong. Đó, khi mà lỡ mà nước bắn vào trong thì sẽ bảo vệ cái củ loa khỏi mọi thứ để đảm bảo được luôn luôn vận hành ở tình trạng tốt nhất. Logo BSD nổi bật lên trên bề mặt của sản phẩm. Tiếp theo, quý vị hãy theo tay tôi để qua xem cái phần kế bên của loa nhé. Bên hông loa thì quý vị thấy ngay lập tức là lớp lưới. Ở đằng trước không có ốc, nhưng mà ốc để gia cố lớp lưới là rất là lớn. Và sử dụng bảng lớn đây để gia cố chắc vào trong thùng loa, không thể nào di dời và không tạo ra tạp âm, rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng loa thưa quý vị ạ. À, đây, mọi cái thành phần để bắt cho cái độ chắc chắn của loa chính là mọi cái thứ ốc cấy, và tất cả được sử dụng bảng lớn đặc biệt dành cho này. Thì 37kg là trọng lượng của mỗi loa quý vị nhé. Đây, đây là cái chốt để quý vị có thể gia cố hoặc là tăng thêm số lượng loa ở phía bên trên và có thể treo lên đó. Thì mình treo lên một cặp như thế này thì cực kỳ dễ để sử dụng luôn, với công suất là 1100W cho mỗi loa. Và dĩ nhiên độ phủ ngang của nó là khoảng 85 độ, độ phủ dọc là khoảng 75 độ nha quý vị. Rồi, một cái mẫu loa như thế này thì cực kỳ chắc chắn và có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, cũng như là khi mà quý vị có một cái điều kiện show một cách gấp gáp, đúng không? Quý vị chỉ cần đặt lên trên cái subwoofer có một cái độ cao vừa phải là độ phủ của loa sẽ tương đối là rất là tuyệt vời rồi. Mời quý vị hướng mắt vào sau, chúng ta hãy cùng xem cùng nhau về các cái tiêu điểm kỹ thuật cũng như mọi tiêu chí đằng sau này nhé. Đằng sau logo BSD nổi cộm lên trên đây, một cái miếng inox phay xước được khắc laser bởi chúng tôi làm luôn. Model D13 hiện lên, chúng ta sẽ sử dụng là hai củ trép, hai compression driver mang mã hiệu DN14.25T, DM14.25T rất là nổi tiếng. Tôi sẽ cho quý vị xem những cái chi tiết của củ loa này và vì sao nó lại nổi như thế. Chúng ta sẽ sử dụng hai củ bass luôn. Bên trong cái loa này WAN123.00 thì chúng ta đã thấy xuất hiện ở bên trong model 102, 103 rồi phải không quý vị? Lại một lần nữa sẽ xuất hiện trong D13. Đây, 1100W, trở kháng là 4 ohm, và cùng với đáp từ 125 cho đến 18 kHz. Thật ra thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái khoảng hoạt động của tần số của loa trong khoảng từ 50 cho đến 18 kHz thì rất là dễ sử dụng. Còn khi mà chúng ta sử dụng cùng kèm với subwoofer thì cái dốc cắt của chúng ta sẽ khuyên dùng đó là 120 hoặc 125 Hz với dốc cắt khoảng 12 hoặc là 24 dB octa quý vị nhé. Rồi, tiếp theo, không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ đi đến hai cái củ loa cực kỳ đặc sắc ngày hôm nay. Nhất là đây, tôi sẽ đi với cái củ trep trước nhé. Hai củ DN14.25T. Chúng ta sẽ bàn về cái phần chi tiết này sau và cái gì làm nên tất cả cái đặc biệt của bên trong. Với một cái thiết kế củ trep tinh tế, gọn gàng, nhỏ nhẹ như thế này, bên trong quý vị thấy đó chính là những cái đỉnh tán âm ở bên trong, vật liệu làm nên những cái động cơ hoạt động bên trong để tạo ra những cái dải tần số mid 2 và 2 ở bên trong này rất là đặc biệt. Sử dụng gì quý vị biết không ạ? À, chính là yếu tố chữ T này đây. Titanium và thậm chí là nguyên liệu hiếm Kapton. Kapton và titanium đã được sử dụng để tạo ra những cái thành phần phần cứng để làm một cái tiền đề vững chắc, như là một cái thật sự phải nói là một cái cơ hội mở ra để cho củ trép này phát huy tác dụng một cách cực kỳ tuyệt vời và bất ngờ. Đó chính là lý do vì sao D13 và công ty Đại Liên Thanh đã quyết định sử dụng củ loa này thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng phân tích về cái tên của củ nhé. D là driver, là củ loa trép. N là neodymium, sử dụng từ neodymium cho kích thước nhỏ nhẹ. 14 ở đây là 1.4 inch, là kích thước của đường kính họng thoát âm của loa trep. Đây, 25 đây là 2.5 inch, với một cái voice comb rất là lớn. Voice comb 2.5 inch tương đương với 65 mm quý vị ơi. Ở đây là 160W trở kháng 8 ohm. Ta sử dụng hai củ như thế này, quý vị có thể tưởng tượng được là cái sức mạnh nó như thế nào. Và với cái độ nhạy của mỗi củ loa là 108 dB SBL quý vị nhé. Đi đến củ bass thì không như là array,
loa thuộc dạng voice source luôn cần có một cái sự cân bằng về sao tiếng. Do đó tiền đề của chúng tôi sản xuất đó chính là hai củ WAN123.00, tương đương với củ bass 3 tấc, vocal 75, W là woofer, A là sườn aluminum, thiết kế cho sử dụng heavy duty hoặc còn gọi tiếng Việt là sử dụng cho những cái mục đích âm thanh hạng nặng. Với những cái củ loa với biên độ hoạt động nhiều và mạnh mẽ, chúng ta luôn cần có những cái thiết kế gia cố chắc chắn, luôn luôn sử dụng từ neodymium. Rồi, quý vị có thể thấy nội cái lớp wood ở trên màng loa đều rất là đều, chắc chắn đảm bảo biên độ hoạt động và cũng như đảm bảo cái độ hoàn hảo của cái tần số được tái tạo ra bởi củ loa này, quý vị có thấy không? Thì một cái combo thật sự phải nói là rất là có tiếng cho thị trường, chính là WAN123.00 và DN14.25T ở đây. Vừa rồi tôi đã qua tất cả các cái tiêu điểm của loa, như là mỗi loa như thế này sẽ có trọng lượng là 37kg và cái độ nhạy của củ loa bass này chính là 99dB SBL, thưa quý vị. Chúng ta đã qua tất cả những cái tiêu điểm mà quý vị cần biết, thì tôi mong là qua video vừa rồi quý vị đã có được những cái thông tin cần thiết, chi tiết cũng như là để đưa ra những cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho hệ thống âm thanh cũng như cái chất sao tiếng mà quý vị cần có trên sân khấu của mình. Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin gì hãy liên lạc với tôi ở phần bên dưới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là công ty Đại Liên Thanh, âm thanh của sự tử tế.